Xin chào bạn, tôi Tú Phan, đang dẫn bạn trên trang web là phần tú.com. Thì video này tôi sẽ nói về cái phần mà tạo ra những cái hiệu ứng cháy nổ nước, tuyết rồi, nói chung những hiệu ứng đó. Thì bình thường thì nếu các bạn nào chỉ biết sử dụng những cái asset, những cái tài nguyên trong cái billbox đó, thì ví dụ như tôi lấy, thì thấy không? Nhìn trên màn hình là bạn, ví dụ như là chúng ta chạm cái đồng tiền nè, nó sẽ có hiệu ứng lóe sáng đó, thấy chưa? Một cái khác nữa đi, cho bạn hình dễ hình dung, thấy chưa? Ồ, cái này nó im luôn rồi. Cái đồng tiền này có gì không? Sao nó im mà bạn? Tôi nhớ có hiệu ứng kim cương gì đẹp lắm mà ta. Đây nè, đây là mon nè, cái này ok nè. Thấy chưa? Rồi ta sẽ test thử cái asset này. Cộng vô trong cái file chúng ta nè, work. Nó hơi lâu tí nè. Ok ha. Thì chúng ta sẽ tích vô đây, chúng ta thấy được cái gì bạn? Thì do trong đây nó sẽ thêm cái phần hiệu ứng chuyển động là animation bạn nè. Khi mà nó va chạm với cái nhân vật chính á, thì nó sẽ lóe sáng lên cái màu cam này, với màu vàng này, với cái màu trắng này. Nói chưa? Thì cái đó là gì bạn? Thực đó đơn giản, thực chất là những cái chuỗi ảnh, những cái bức ảnh 2D bạn, nhưng mà nó ghép ra thôi. Nè, tôi click vô đây cho bạn xem. Thấy chưa? Nó lóe sáng lên là cái chuỗi ảnh 2D. Đây là tổng cộng là 90 frame nè bạn. Với tốc độ là 1. Đó. Nó lóe sáng lên vậy thôi bạn. Thì một chuỗi ảnh đó, thường những cái này người ta làm trong những cái phần mềm như là After Effects á. Nhưng phần mềm làm chuyển động 2D á, After Effects thường là sử dụng phần mềm đó, mà dùng các phần mềm khác cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam ta thông dụng thì thường sử dụng After Effects. Thì nếu bạn nào đã học về phần mềm After Effects rồi thì làm cái này chắc cũng không khó đâu ha. Nhưng mà còn nói với các bạn mà chưa từng biết After Effects là gì á, thì các bạn thấy là lên trên mạng á, một là các bạn mua, hai là các bạn một số anh chị khác người ta chia sẻ những cái file làm chuyển động này nè, gọi là những hiệu ứng hoạt hình hay gì đó, VFX á, bạn tải về, sau đó bạn chèn vô đây, thì chèn tương tự như gì nè, thì tôi có một cái file demo cho bạn xem, ví dụ như đây tôi có cái quả cầu nè, cho bạn xem trước kết quả đi rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm, ví dụ như tôi sẽ thêm cái note timer là hẹn giờ bao nhiêu á, thì tôi có hai cái file option nè, timer với cái này là gì bạn, cái này là cái file animation 2D này, chuyển động 2D là bạn dục vô đây, nó tôi sửa tên lại thôi, rồi sau đó các bạn sẽ kết nối với nó. Rồi trong đây là bạn sẽ đích vô đây, bạn sẽ chèn cái chuỗi ảnh. Chuỗi ảnh đó bạn. Ví dụ như trong đây là nó mười mấy hai chục cái bức ảnh nó liên tục với nhau, tạo cho người xem á cứ tưởng là nó đang phát. Rồi sau đó bạn sẽ đích vô đây mặc định ban đầu bạn. Nó như vậy nè. Thuộc tính nó chỉ có cái 3D mode thôi. Thì bạn sẽ đánh dấu check vô cái chữ Pillport này. Đây, dấu check vô này. Tại sao vậy? Tại vì bạn đánh dấu check vô đó thì nó công dụng của cái đánh dấu này bạn là cho cái camera chúng ta cái hiệu ứng này nè luôn xoay về hướng camera. Nếu bạn bỏ cái tùy chọn này á thì cái hiệu ứng các bạn mặc định nó xoay theo cái hướng cố định của nó, ví dụ như nó xoay theo cái hướng khác, ví dụ như camera bạn di chuyển đi thì cái hiệu ứng này nó đây là thực chất á, đây là cái hiệu ứng 2D các bạn, đây là hiệu ứng 2D. Nếu mà camera bạn di chuyển trong môi trường 3D thì cái hiệu ứng nó không thấy gì hết các bạn, nó chỉ có mặt phẳng thôi, nên chúng ta phải đánh dấu check ở đây để khi mà camera anh ta đi di chuyển về hướng nào á thì cái hiệu ứng nó tự động nó sẽ quay theo camera anh ta, thì cho cảm giác chúng ta nhìn cứ tưởng nó là hiệu ứng 3D nhưng thật ra không phải ha, nó chỉ là những cái bức ảnh 2D thôi. Lưu ý cái đánh dấu check ở đây. Rồi đến thôi, nhiều bạn làm mà thấy không bao giờ làm được thì do bạn không đánh dấu như này bạn, chỗ này quan trọng lắm. Rồi click vô cái phần này chỉnh sửa nè, tôi test thử hiệu ứng cho bạn xem thử, nhấn play nè. Cho hiệu ứng tôi đang làm là hiệu ứng dạng tia điện bung ra. Ok ha. Vị trí thì bạn hãy để mặc định bằng không hết. Rotation, scale. Scale này hay nè bạn. Thì vì một số lý do có thể là do cái hiệu ứng của bạn quá nhỏ hoặc là quá lớn gì đó. Nếu quá nhỏ thì bạn tăng này lên, tăng lên 3-4 đó. Nếu quá lớn thì bạn giảm xuống còn 1.5 cho lên, xin lỗi. Giảm xuống phần nửa 0.5, 0.3, 0.4 gì đó. Tùy các bạn. Ok ha. Nhưng mà nếu bạn xuất cái file nó nặng quá, ví dụ như cái ảnh PNG, thường ta nhập vô đây là ảnh PNG bạn ha, chuỗi ảnh PNG. Nếu bạn nhập cái file nặng quá thì nó đôi lúc nó làm lắc cái phần mềm ta, cái trò chơi chúng ta. Nên ta chỉ xuất cũng tương đối cái kích thước vừa phải thôi. Nếu nhỏ quá thì chúng ta sẽ giờ chúng ta sẽ scale, bạn ta sẽ tăng cái tỷ lệ lên gấp 2, gấp 3 lần. Đó là cái kinh nghiệm của bạn ha. Chứ không nên ban đầu các bạn xuất từ những phần mềm, ví dụ như After Effects xuất ra cái file ảnh rất là lớn. Tại vì ta cộng như đây không phải là một bức ảnh mà, ta cộng như đây là một chuỗi ảnh, có thể là 10 chuỗi ảnh, là mười mấy, 20 bức ảnh gì đó. Ví dụ trong trường hợp này là 18 frame, là 18 bức ảnh à. Nên chúng ta không nên cộng file quá lớn các bạn ha, file nhỏ thôi. Rồi đó là cái một cái khuyến khích bạn ha, thà người ta cộng đây một cái file tương đối nhỏ vừa thôi, rồi sau đó nếu bạn cảm thấy nó hiệu ứng nó nhỏ quá thì bạn hãy là nhân bản nó lên, ôi xin lỗi, phóng to lên gấp 2, gấp 3 lần thì nhập vô đây, XE. Ví dụ như bạn phóng to lên gấp 2, gấp 3 thì nhập vô đây. Rồi, opacity là độ trong suốt. Thì nếu bạn thấy nó rõ quá thì bạn muốn cái hiệu ứng mà nó hơi mờ mờ trong suốt thì bạn chỉnh này giảm xuống 0.6, 0.7, 0.5 gì đó, tùy bạn. Ok ha. Rồi, chỉ đơn giản như đây. Ra đây tôi cho bạn xem thử cái kết quả của ta nè. Đó, thì tôi làm cái quả cầu cho chơi đó.
Bây giờ đây là cái hiệu ứng ấy. Do tôi đang chỉnh cái gì trong đây này, cái vụ nổ nè bạn. Còn đây là cái tia điện nè, tôi để trong timer nha, trong thời gian khoảng 1 giây thì nó sẽ phóng ra tia điện lần rồi. Cái vụ nổ tôi không biết sao nè. Rồi ok anh, thấy tia điện không? Đó. Quan tâm cái tia điện ha, nó thấy chưa? Dù trường hợp như tôi nói với bạn, dù tôi chỉnh cái tia điện này cho nó lớn nè. Dù tôi tăng cái kích thước lên là scale là 2. Ok ha. Rồi, sau đó tôi ra ngoài đây tôi cho bạn xem. Reset lại. Thấy chưa? Thấy tia điện nó to dày chưa? To dày hơn lúc nãy ha. Rồi tôi sẽ thử thêm cái trường hợp như tôi nói nãy, nếu tôi quên đánh dấu check vào đây bạn thấy điều gì? Đó. Thấy chưa? Mình nhìn kỹ tia điện nè, cái góc nhìn nó đã bị sai rồi. Rồi sử dụng đây tôi xây cái góc nhìn khác để cho bạn thấy là cái góc nhìn nó tôi cố tình là đó. Để cho bạn thấy là dù như tôi lỡ cộng vô cái góc nhìn là cái hướng nhìn xéo. Đó, thì hướng nhìn xéo thì bạn thấy điều gì? Bạn thấy là cái tia điện ta bị xéo đúng không? Nó không có hướng theo camera ta, mặc dù camera ta di chuyển nè. Đây, coi như thấy chưa? Camera tôi di chuyển theo các hướng nè. Thấy chưa? Bạn không thấy tia điện hết, tại sao vậy? Tại ta nhìn dưới tia điện dưới cái góc 90 độ, nghĩa là chung nhìn ở bên cạnh bên hông của nó bạn, nên bạn không thấy tia điện hết. Thật ra nó đang làm đó, nhưng mà ta đang nhìn cái góc chết nó, nên bạn không thấy gì hết. Đó là cái lỗi mà do như nãy tôi nói quan trọng lắm, là do cái lỗi gì? Bạn phải bật cái tính năng này lên viewport nè. Bạn nhìn kỹ, khi tôi bật lên nhìn kỹ tia điện nó sẽ quay cái mặt phẳng về hướng về ta liền, hướng về camera, thực chất là nó hướng về camera của ta. Thấy chưa? Nhìn cái tia điện thôi. Ok ha. Rất là quan trọng, những cái mà tôi đã nói là những cái lỗi mà tôi đã gặp phải rồi, nên tôi chia sẻ với các bạn, không muốn các bạn bị cái lỗi giống vậy nữa, nên cái đó quan trọng lắm. Rồi, đó là tia điện ha. Còn cái vụ nổ thì nó hoàn toàn tương tự thôi, tôi làm demo cho bạn chơi chơi cho bạn thấy nó đẹp như thế nào thôi. Nó thì cái vụ nổ cũng tương tự các bạn. Vụ nổ này tôi cố tình làm hơi bự nè, kích thước gấp 3, dù tôi bình thường nó cho là 1 thì nó sẽ nhỏ. Ok ha. Rồi, bạn xem trước trong đây cũng được nè, nhấn đây để xem trước kết quả. Nó là 21 frame, nghĩa là 21 tấm hình, mà tổng cộng 21 tấm hình. Rồi, đây, cái thử. Thấy chưa? Vụ nổ nó nhỏ đúng không? Nó. Ví dụ như cái này ta hãy cho cái gì ta? Cho cái file, cái quả cầu ta nhỏ tỷ lệ đi, ví dụ như còn 0.3 thôi. Đó. Thấy chưa? Đây cho bạn thấy cái quả cầu nó nhỏ thôi, cho thấy hưởng cho đẹp. Ok ha. Rồi. Nhiều nổ, giả sử như đây tôi chỉnh to lên đi, to gấp 3 lần. Rồi như tôi chỉnh cái phần tỷ lệ cái gì? Opacity là cái độ trong suốt nè. Mặc định bằng 1 là rõ nhất ha, giả sử tôi giảm còn 0.5, bạn thấy nó mờ mờ nè. Nhìn ở trong đây bạn cũng thấy nè. Thấy nó mờ không? Thậm chí giờ tôi sẽ ra đây cho bạn xem, mình nhìn kỹ nó đã mờ đó. Nhìn vụ nổ đó, thấy chưa? Vụ nổ đã mờ hơn đó. Nhưng mà thường nữa thì chúng ta để cho nó rõ nhất các bạn, ai đâu mà làm cho nó mờ. Rồi ta để cho rõ nhất ha. Rồi các bạn muốn thấy trường hợp các bạn thấy nó tốc độ nó quá nhanh đi thì bạn hãy giảm cái tốc độ lại chỉnh đây, ví dụ như 0. mấy đó, 1 ha, 0. giảm xuống còn 0.6 đi. Đó. Thì nó sẽ dù nổ nó sẽ diễn ra chậm lại. Còn bạn muốn nhanh nữa thì bạn tăng lên, ví dụ như mặc định là 1 thì bạn tăng lên 2, 3 đó thì tốc độ rất là nhanh. Đó, đó là một số cái lưu ý tùy chỉnh thêm. Bạn thấy chưa, dù nổ nó đã diễn ra chậm hơn nãy đó. Nhưng thường á, những người ta làm After Effects á, người ta đã chỉnh, cái người đã tạo nên cái file này người ta đã chỉnh ok tương đối tối ưu rồi, nên chúng ta thường ít chỉnh sửa lắm. Rồi cái lúc là cái lặp lại thôi, lặp lại mãi mãi. Nếu trường hợp bạn không để lặp lại thì nó phát ra đúng 24 frame, nghĩa là hết một cái vụ nổ thì nó sẽ ngưng. Nó còn nếu bạn để cái tính năng lúc này nè thì nó sẽ phát hoài liên tục hoài luôn bạn, mãi mãi hoài luôn. Thì khi đó thì bạn hãy sử dụng thêm cái tính năng là tự động ẩn bạn. Nó sẽ có tính năng là tự động ẩn là đâu tiêu rồi. Ở đây nó sẽ có cái có không ta? Tôi nhớ có chữ auto 2, đây là auto 2 là bạn nè, hoặc định là không dây. Nếu mà chọn mà bạn để cái thì chọn lúc đó, nghĩa là lặp lại mãi mãi á, thì chúng ta sẽ thêm cái tính năng auto 2 này, nghĩa là trong thời gian khoảng 5 giây vô tôi để thì nó sẽ tự động ẩn cái vụ nổ này. Đây. Bạn thấy chưa, nó nổ liên tục á, mà bạn tính thử đủ 5 giây không? Bây giờ tôi để ngắn một tí rồi. Tự động ẩn là ẩn của một cái lần đó bạn ơi, ẩn của một lần đó, chứ không phải là ẩn của, nghĩa là hết cái 21 RAM rồi bạn. Cái này nó chưa được 1 giây nữa, 21 RAM nên cái này nó vô dụng thôi bạn ha. Trường hợp nào mà cái này nó nhiều RAM á thì chúng ta mới để tự chọn này. Nghĩa là một cái dòng đời của nó bạn, một cái chu trình nó là 21 RAM, mà trong khi tự động ẩn cái này là trong vòng 1 giây nó chưa đủ nữa. Tại vì thường người ta để này là như là 24 khung hình trên giây hay là 30 gì đó. Đó. Thì cái này thôi vô dụng rồi. Nếu bạn để tự chọn lúc
Rồi, thì thông thường thì cái này chỉ đơn giản bằng cái hiểu là chúng ta chỉnh đồ lớn nhỏ nè, đồ trong suốt, rồi tốc độ nhanh chậm nếu muốn, rồi nếu muốn lặp lại thì đánh dấu dưới đây. Đó, chỉ đơn giản thôi. Còn cái này bạn muốn nó lặp lại đúng bao nhiêu lần á thì bạn nhân lên, ví dụ như như một cái quy trình nó nổ nó là 21 frame. Ví dụ vậy ha. Bạn muốn mà nó lặp lại đúng 2 lần. Nghĩa là cái vụ nổ nó sẽ nổ đúng 2 lần thì bạn tăng nhân 2 lên, 21 nhân 2 là như bạn 42 đúng không? 21 nhân 2 là 42. Thì cái vụ nổ nó sẽ lặp lại đúng 2 lần. Thấy chưa? Là tùy chọn bạn muốn mỗi lần là lặp lại đúng 2 lần. Còn nếu bạn muốn 21 như cũ thì xin lỗi lúc lại 21. Rồi, thì nó chỉ vụ nổ chỉ đúng một lần thôi. Còn bạn lít vô trước lúc thì sẽ lặp lại mãi mãi ha, lặp lại mãi mãi. Ok ha, rồi tôi nói rất kỹ vô này. Rồi tôi dụ như ta để cái tùy chọn là vụ nổ đi. Đó. Nếu bạn cảm thấy nó nổ chậm quá thì bạn tăng cái thời gian lên, ví dụ như giảm cái thời gian này xuống thì tự động cái số lần nó xuất hiện nhiều lên, ví dụ không có 1 giây ha, không có 5 giây thôi, nghĩa là nửa giây sẽ xuất hiện một lần, nó sẽ là nổ liên tục luôn, thấy chưa, rất là hay ha. Bởi vì cái vụ mà nếu bạn nào biết tổng hợp nhiều cái phần mềm vô đây thì nó hay lắm, trong vòng nửa giây xuất hiện một tia điện một lần. Nên là tao nói lấy cái cơ bản ha, giờ tao sẽ hướng dẫn các bạn tới cái phần After Effects. Thường thì tôi không hướng dẫn các bạn cách làm đâu, ví dụ như hướng dẫn các bạn cái cách mà bạn giả sử như có gì ta, có anh chị hay là bạn tải hay là bạn mua, có người ta bán trên mạng, bạn mua những cái trang web người ta chia sẻ những cái VFX các bạn, người ta hay gọi cái này là những element đó, là những yếu tố như điện, nước, lửa, rồi tia năng lượng hay là khói gì đó, nói chung những cái vụ va chạm nữa, thì bạn mua những cái file đó có về. Tôi sẽ mở cái file After Effects làm demo cho bạn xem thử nè. Cái file này nó hơi nặng nên để tôi load 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 bên đây nó hơi lâu tí, hành đợi tôi tí. Rồi sau khi tôi mở lên file After Effects mà, thì trong file After Effects này bạn thấy tôi mở lên đó, thì thật ra cái file này người ta đã làm sẵn cho tôi hết rồi, nó có nhiều hiệu ứng đó bạn, cái gói này nhiều hiệu ứng lắm, cái file này cũng tương đối là nặng ha, 200 mấy 300 MB, thì nó có nhiều lắm bạn. Nếu bạn nào có hiểu về After Effects thì tôi nói các bạn mới hiểu rành, còn nó đại khái nó như cái phần mềm chỉnh sửa video ấy, nó có hiệu ứng như là chuyển tiếp nè, rồi chữ nè, nền nè, rồi hình ảnh phía trước nè, hiệu ứng âm thanh nè đó. Mà chúng tôi chỉ quan tâm cái phần mềm chủ yếu, cái phần nhóm trong đây là cái phần element thôi, là những yếu tố như là lửa, nước, khói, rồi bể vỡ, tia điện đó. Tôi list cho bạn xem, nó sẽ chia cho chúng ta nhiều cái thành phần con bên trong, thấy chưa. Thì theo một cái nó sẽ có chủ đề, ví dụ tôi chọn cái chủ đề là tôi lấy demo ha, làm cho nhanh nhanh hướng dẫn bạn hiểu rồi. Nếu đại một cái cầm trong cái trong phần mềm Premiere chỉnh sửa thì người ta gọi là những cái sequence, những cái như là sequence á. Còn bên cái After Effects này thì những cái chỉnh sửa gì đó, những cái project ta dự án người ta gọi là CUM ha, viết tắt của chữ composition á, nhưng người ta không dùng là sequence, dùng CUM nè, đây này, thấy chưa, cái dự án project người ta gọi là CUM, composition. Ok ha, thì bạn muốn nào tôi lít cho bạn xem thử. Như đây là cái phần tia điện nè, nhấn nút spacebar để nó phát thử play thử cho bạn xem. Bạn hãy bật vô cái tùy chọn này để xem trong suốt, trong suốt để trước chúng ta xuất ra cái dạng trong suốt ha. Lưu ý đặc biệt của bên After Effects là khi chúng ta xuất ra những hiệu ứng đó là nó trong suốt chứ không phải là xuất có hình nền nữa ha. Đó, tôi sẽ lấy cái hiệu ứng nào đẹp đẹp cho bạn xem chơi chơi một tí. Đó, nãy tôi lấy cái hiệu ứng mà tia điện nó sẽ tỏ lan tỏa như vậy, nó để hình cho chúng ta xem chơi thôi, chứ đúng ra chúng ta phải tắt cái phần hình nền. Rồi tôi kiếm cái nào đó đẹp đẹp cho bạn thêm tí, xem cái đi rồi hướng dẫn các bạn cái cách xuất của phần mềm này, xuất của After Effects này. Nó có nhiều lắm, cái file này tôi tải nhiều lắm, có nhiều hướng hay lắm, đẹp lắm. Từ điện nước rồi nè, này là như này là những cái tia lửa bắn ra ha, bạn sẽ nhìn cái chữ tiếng Anh đó, thông dụng này, này là những tia lửa, này là khói, này là đơn giản, này là chất lỏng, này là đường lai, này là plus, này là lửa, này là vụ nổ, này là năng lượng, này là điện, này là bể vỡ. Rồi đại khái gì ha. Rồi lấy một đại cái nào đó demo cho bạn xem đi, cái này giống như người ta làm hiệu ứng bắn súng á. Ok, cái này phải chịu khó tìm tòi bạn, chịu khó tự bọc từng cái hiệu ứng chứ chứ nó không có hiện ra hình, khó lắm. Này nó chịu phần mà chúng ta phải tự chịu khó tìm. Này bạn hay làm hiệu ứng mà bắn súng được nè. Ok ha, rất hay. Rồi tôi lấy một cái ví dụ nào đó về cuối cùng đi để kết thúc hướng dẫn. Rồi ví dụ tôi lấy hiệu ứng này đẹp nè. Rồi cho các bạn xem chơi thôi, nhưng mà ví dụ như tôi nhận được cái file này thực tế tôi làm á thì tôi không thể nào chọn từng cái tôi làm biến lắm. Tôi sẽ làm cái tùy chọn là ví dụ tôi lấy ví dụ ha, ví dụ như tôi sẽ click vô đây. Rồi tôi lấy ha, tôi giữ phím shift, tôi chọn đến cái cuối cùng luôn đó, tôi làm tổng như đó, tôi đỡ mất công. Rồi sau khi chọn hết nè, chọn hết nó có màu trắng đúng không, tôi sẽ vô file, vô export, xuất. Xuất thì nó sẽ có hai tùy chọn, nếu bạn nào đã xem các tôi hướng dẫn về Premiere đó hoặc After Effects cũng vậy,
trên trang web cá nhân tôi ấy, thì bạn biết là chúng ta sẽ có hai cách xuất. Một là xuất trực tiếp từ trong phần mềm này là dùng từ Render Queue. Còn hai là chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm nữa có tên là Adobe Media Encoder Queue đó. Thì cái phần mềm này giống như là cái phần mềm trung gian vậy. Nó khi chúng ta chọn từ chọn này thì nó sẽ chứa hết tất cả những cái mà chúng ta cần xuất ra để chi ạ? Nó tập hợp hết bạn. Đó, tại vì ví dụ như nếu bạn chọn từ chọn này thì bạn render thì chúng ta không thể nào làm tiếp tục của After Effects nữa. Chúng ta phải khi bạn nhấn cái nút này thì nó render thì chúng ta phải đợi nó để nó render xong chúng ta mới làm tiếp tục được. Mà thường cái dự án mà After Effects á, render vài tiếng, vài chục tiếng, mấy ngày hay là cả tháng, vài tuần là chuyện bình thường. Nên trong thời gian đó chúng ta muốn làm thì sao bạn? Không lẽ giờ chúng ta phải kiếm một cái máy tính khác chúng ta làm đúng không? Thì cái việc tính đó nó không khả thi. Nên người ta làm ra cái phần mềm này có tên là Adobe Media Encoder là Queue để chúng ta xuất nó ra cái phần mềm thứ ba, phần mềm này để trong thời gian mà nó xuất á, render á, chúng ta vẫn có thể là sử dụng cái After Effects để chúng ta làm những cái chuyện khác được. Đó. Đại khái là vậy cho bạn hiểu ha. Phần mềm này thì quá thông dụng rồi. Media Encoder Queue. Ví dụ hoặc là ví dụ như bạn làm tới khuya đi, 12 giờ đi, bạn làm xong rồi thì bạn hãy lên lịch là bạn cho cái phần mềm Media Queue nè nó render. Bạn ngủ sáng thức dậy khoảng 7-8 giờ đó bạn thức dậy thì nó đã render xong rồi. Nó rất là hay bạn. Cái bạn nếu bạn là tìm hiểu thêm thì nên biết chữ này. Những bạn chỉnh sửa video chắc rảnh này rồi. Tại vì đâu phải một lúc nào đó ta chỉ chỉnh sửa một video đâu, ta chỉnh sửa mười mấy hai chục video thì ta sử dụng cái chức năng này. Rồi. Nhưng mà trong trường hợp này tôi muốn các bạn thật đơn giản nhất thì chúng ta nên sử dụng Render Queue luôn cho nó dễ. Click vô đây. Rồi. Khi bạn click vô thì bạn thấy có cái gì? Đó là tất cả những file này. Thành như là tổng cộng bao nhiêu file tôi không nhớ nữa, nhưng mà rất là nhiều luôn nè. Tiến từ trên dưới rồi, từ số 2 cho đến nó không đủ thôi, nhưng tên trăm đến năm, nhưng mà hào hào khoảng 70-80 thôi, nó cũng thiếu bị khúc giữa rồi. Thì 70-80 cái file nè, tự động nó sẽ mở chúng ta một cái list dưới đây nè bạn, cái render queue nè đó. Bạn sẽ nhìn nè, mỗi cái dòng dưới đây là một cái file nó xuất ra đó. Bạn nhìn số tự bên tay trái nè, chỗ chuột thôi nè, nó giờ đang là ở số 30-27 nè. Lên trên cùng là số mấy? Số 1. Đây là cái số tự các bạn ha. Đây số tự. Bạn không muốn render nào đó thì bạn bỏ cái tên check đây. Còn đây là cái tên ta. Tên và cái composition ta là cái com nè. Đây là cái tên. Rồi tiếp theo tới phần quan trọng là gì? Nếu bây giờ bạn nhấn cái chữ render thì nó sẽ sử dụng cái cấu hình mặc định. Nhưng mà tôi không muốn cấu hình mặc định. Tôi sẽ chỉnh sửa một tí. Tại vì cấu hình mặc định nó là xuất ra cái file định dạng AV. File định dạng video các bạn. Mà tôi đâu phải là sử dụng cho cái việc mà chỉnh sửa video đâu, mà tôi xuất là làm gì? Nhiệm vụ của tôi là tôi xuất ra những cái ảnh, những cái chuỗi ảnh PNG để tôi dùng cho cái trò game của tôi. Những cái trình engine game của tôi là Vuebox. Còn nếu bạn nào sử dụng những cái trình khác như là Unity, Unreal thì cũng vậy thôi. Tôi xuất ra chuỗi ảnh. Rồi, tới cái phần cấu hình nè bạn. Ở đây nó có những cái xanh xanh lá cây nè, xanh dương chứ. Bạn quan tâm những cái đó, thứ nhất là cái best setting. Rồi, mặc định là ta biết là cái đó là cài đặt tốt nhất rồi, cái này chất lượng tốt nhất á. Tôi nói cho bạn biết rồi, nhưng mà khuyên các bạn là không nên đụng chạm hết. Bạn hãy giảm chất lượng nó xuống tỷ ha, cấp nhận phân nửa nè, phát thảo nè, chất lượng đó thì bạn chọn tự chọn bên dưới. Độ phân giải nè, nó giảm 1/4 luôn nè, 1/3, 1/2 đó. Nói cho bạn biết thôi chứ bình thường tôi không có chỉnh sửa hết trơn. Tôi muốn chất lượng tốt nhất. Rồi sau đó bạn nhấn ok ha, bạn muốn thay đổi gì nhấn ok. Rồi đó là cái chất lượng. Còn cái lossless này là gì? Lossless đây nó sẽ ra cho cái bảng này. Thấy chưa, bảng này bây giờ mới là quan trọng nè. Thì nó làm hơi mất thời gian các bạn. Hơi mất thời gian nếu bạn sử dụng cái này. Mất thời gian chỗ nào? Mất thời gian đó là chúng ta phải ngồi chỉnh từng file một. Ngồi chỉnh sao? Ngồi chỉnh như nào bạn? Nhất là mỗi một cái file bên dưới này là bạn phải vào đây bạn chỉnh cái vụ này. Nhất là chúng ta sẽ xuất ra định dạng PNG, sequence, cái chuỗi ảnh. Nó có nhiều lắm, như là tôi nói bạn á, AV là dạng video nè. Rồi hết rồi. Còn cái này dạng chuỗi ảnh nè bạn, những chuỗi ảnh nè M3 âm thanh nè, chuỗi ảnh nè, những chuỗi này sử dụng nhiều lắm cho những các bạn nào mà làm chuyên nghiệp á, làm chuyên nghiệp xuất ở bên những cái phần mềm nút á, NUKE á bạn, phần mềm mà dùng để tương tự như After Effects nhưng mà nó là chuyên nghiệp của bên công nghiệp làm VFX hiệu ứng ở bên nước ngoài á, bên tiêu chuẩn công nghiệp Mỹ á, nó rất là hiện đại. Sử dụng cái file này chất lượng rất là cao bạn, một cái bức hình thôi có thể là tới 7-80 MB. Một bức hình các bạn, một bức hình thôi mà 7-80 MB. Mà một giây chúng ta thì thường tối thiểu là phải 24 bức hình. Tối thiểu có thể là 24, 30, 50, 60 đó. Thì bạn tưởng tượng đi, một giây mà 24 bức hình mà một bức hình là khoảng 7 MB. Thì bạn nhân lên là bao nhiêu? Đó chỉ là một giây video thôi bạn, một giây video thôi. Đó là cái tham số mà tôi gửi cho bạn tối thiểu đó. Và cái chất lượng định dạng này nó rất là hay ha. Người ta sử dụng này nhiều lắm. HR dưới cái này nè, hay này. Rồi,
này xuất ra Photoshop được nè. Này là chủ ảnh tôi sẽ định làm nè, thông dụng thôi. Cái này là VO nè bạn. AV là VO, QuickTime là VO luôn. QuickTime nó sẽ có định dạng chấm MV. Chip là chủ ảnh bạn. Chip này cũng là chủ ảnh, chất lượng rất là cao ha. Chip nè, nó có lớp laser tương tự như Photoshop vậy đó. Bạn nào học rành Photoshop thì biết. WAV cũng là cái dạng định dạng VO luôn ha. Là cơ bản thấy có 3 VO là một nè. Rồi WAV, 2 là QuickTime, 3 là QuickTime. Rồi, quay lại vấn đề chúng ta cần làm là chúng ta chỉ cần cái kết quả gọn nhẹ thôi. Tại chúng ta xuất qua bên cái trình Billbox chúng ta làm game á, nên cần rất là nhẹ, còn nhẹ. Nên ta sử dụng cái BNG xíu qua này. Đó. Rồi. Tới cái chỗ này là cái bước quan trọng nhất nè. Cái chỗ định dạng là mặc định nó xuất ra cái chuỗi ảnh này, nó sẽ có cái phần nền. Cái nền là đen nè bạn. Đó, thì chúng ta không thể nào dùng vô trong Billbox được. Có cái nền đen làm sao được? Đúng không? Ta chỉ muốn hiệu ứng nó bể vỡ gì thôi, không có cái nền đen. Còn cái alpha là cái dạng giống như mà những bạn nào học After Effects sẽ biết là cái dạng giống như cái lớp mặt nạ vậy ha, lớp mặt nạ để nó hiển thị. Rồi. Còn cái nhiệm vụ chúng ta là chọn tự chọn cuối cùng, RGB cộng với alpha. Nó thì nó sẽ xuất ra cái hình ta sẽ có màu sắc. Sẽ có màu sắc của vụ nổ, nhưng mà nó sẽ bỏ đi cái background là cái nền bên dưới. Lưu ý ha, hiểu vấn đề ha. Rồi. Sau đó ta sẽ chọn tự chọn này, rồi tất cả bạn không có chỉnh sửa gì hết. Nhưng mà nếu á, thì một cái tùy chọn nữa, bổ sung nữa là nếu các bạn muốn cho cái file ảnh ta xuất ra cái kích thước nó nhỏ thôi, mặc định cái file này đang để 1000 thì bạn hãy giảm cái này xuống, ví dụ như giảm 500, 300, 200 gì đó. Ví dụ tôi giảm 500 thử, đó, 500 thôi, enter, tôi xin lỗi, tôi lít cái nó hiểu luôn rồi, 500, đó, là chất lượng tôi đã giảm 50% nè, cái kích thước chứ không phải chất lượng, kích thước tôi giảm 50%. Rồi thì tôi khuyên các bạn là tùy thôi. Ví dụ như cái file nó nặng quá thì khuyên bạn nên giảm xuống còn khoảng 30-40% thôi. Rồi sau đó khi bạn nhập vô trong Billbox, nếu bạn thấy hiệu ứng nó nhỏ quá đi thì bạn hãy sử dụng cái chức năng là scale nãy tôi nói các bạn, phóng chỗ to lên. Đó là một cái cách làm hay ha, để hạn chế khi ta nhập file vô trong Billbox nó rất là nặng mà làm cho trò game ta nặng lắm. Nên tôi khuyên các bạn là thường mà xuất ít thôi. Ví dụ như đây khoảng chừng 30% thôi. Ha, 30%. Tại vì này ta đang là 1000 nên tôi nhập 300 nè. Bạn nhìn cái tham số bên dưới nè, resize phần trăm mới là hay nè, 30% nè. Đó, nhìn tham số bên dưới nha, số chỗ chuột tôi đang xây nè. Rồi sau đó ok. Rồi là xong. Bạn sau khi làm xong á, thì nhiệm vụ chúng ta phải làm hết tất cả những cái này. Hiện tại tôi đang có cỡ chừng 80-90 file đó. Bạn phải làm y chang như nãy tôi vừa hướng dẫn các bạn làm. Thì nó hơi bị đuối đúng không? Cực kỳ đuối luôn. Tại vì phải ngồi chỉnh 80-90 lần giống vậy. Một bạn phải lít vô cái lost list đây, rồi chọn định dạng BNG, rồi sau đó là chọn cái RGB alpha, rồi chọn kích thước đó, một hai file còn được. Bạn làm 80-90 file, cái này là mới một cái ha. Còn những cái hướng bên dưới nhiều khi nó cũng 4-5 cái hướng, nhiều bạn nhân đi khoảng chừng 80 file mà nhân 5 lần là 400 file, bạn ngồi phải chỉnh từng file đuối luôn đúng không? Là thì làm cách này vẫn được, nhưng mà cho những trường hợp là xuất ra một vài file thì làm kiểu này. Sau đó bạn nhấn cái chữ render này là xong, kết thúc cái việc chuyện này. Ok ha. Rồi, nhưng mà làm vậy thì đuối lắm đúng không? Bạn làm 400 file làm vậy mệt lắm, nên tôi sẽ không làm kiểu này, mà tôi sẽ quay lại cái vấn đề là tôi sẽ làm bên cái phần mềm Media Encoder. Tôi sẽ demo bạn, ví dụ tôi chọn 2 file đây, làm demo bằng 2 file đó. Rồi tôi sẽ mở cái phần mềm Adobe Media Encoder lên. Tôi thấy cách sử dụng cái phần mềm này nó hiệu quả hơn nè. Rồi ở trong đây nó thì đầu tiên tôi sẽ coi cái phần là nó thiết kế cửa sổ hay lắm bạn. Nó chia làm 4 phần. Cái cửa sổ thứ 1 là bạn, đầu tiên là control. Cái số 1 là bạn, cái này là cho chúng ta xem cái thư mục chúng ta, cái danh sách thư mục trong cái window chúng ta, máy tính ta, nó nơi chứa cái dữ liệu. Cái cửa số 2 dưới đây là những cái reset xuất theo những cái định dạng mẫu nào đó. Cái số 3 là cái nơi mà chúng ta lo những cái file bên After Effects, ta render queue đây hoặc là phần mềm Premiere qua đây. Cái số 4 là cái tiến trình khi chúng ta nhấn chữ start đây nè, xuất thì nó sẽ là số 4 này. Chúng ta tiến trình xuất được như nào. Đó, nó thiết kế rất là hợp lý và rất là logic. Rồi. Trước khi làm á thì tôi sẽ có cái định dạng xuất mà nãy tôi nói bạn là xuất cái gì? Xuất định dạng ảnh nè, image sequence là chủ ảnh đây. Thì dù ảnh thì nó có hai loại ảnh, thông dụng là JPEG hoặc là BNG đúng không? JPEG thì nó có nền nên chúng ta không dùng được. Chúng ta sẽ sử dụng BNG ha. BNG là chủ ảnh là nó bỏ nền. Rồi trong đây nó sẽ có hai cái, thì quan trọng chúng ta sẽ sử dụng cái alpha như là bỏ nền. Đây. Rồi. Nó nhưng mà nó còn cái là cái phần kích thước các bạn. Thì bạn có thể xuất trực tiếp từ After Effects qua luôn cũng được. Nhưng mà nó này tôi làm thử bạn xem, vô số 1 nè, tôi click vào file, vào export, vào đây
Nè, cái đầu tiên bạn Adobe Media Encoder Queue nè, nó thì nó sẽ tự động chạy qua bên đây nè, thấy chưa, chạy qua đó. Và ta sẽ chọn tùy chọn là gì bạn, như ta nói rồi, ta sẽ sử dụng cái tùy chọn là BG ha, BG đây. Và BG thì mặc định nó là ta sẽ chọn cái gì này bạn, BG Sequence with Alpha nè đó. Thì nó sẽ ra cái gì bạn, bạn muốn biết nó ra cái gì bạn click vô cái tùy chọn này bạn, nó sẽ ra được cái mở lên cái bảng hộp thoại cấu hình reset setting bạn, setting nè. Thì cái này nếu bạn nào mà học bên hướng dẫn về Premiere bạn biết rồi. Rồi thì mặc định nó chỉ nó nhiều thứ lắm, bạn chỉ quan tâm thôi là cái nó xuất ra video nè, rồi cái này bạn, bạn sẽ coi nè, thấy chưa, cái chỗ này nghĩa là nó xuất theo cái kích thước là 1000x1000 giống như bên After Effects nãy vậy. Tại vì sao bạn, tại vì nó mặc định của nó là nó sẽ lấy theo cái nguồn của nó, cái nguồn gốc của nó là After Effects như thế nào thì nó lấy y chang vậy. Tôi giới thiệu cho bạn biết thôi, chứ thông thường thì chúng ta không làm hết, các bạn chỉ chọn đúng cái này là cái dạng dạng BNG. Rồi còn bên đây thì bạn kiểm tra đúng là cái width alpha không, rồi sau đó nhấn vô đây là xong. Nhấn này thì nó sẽ render cho chúng ta, sau khi render xong nó sẽ được như vậy bạn, được một cái chuỗi như này, thấy chưa, chuỗi những cái bức ảnh này đó. Nhưng mà bạn lưu ý nhìn kỹ nè, tôi sẽ cộng hết tất cả là nó tới 40 đấy. Tôi sẽ xóa đề tài này, tôi làm thử rồi, đây tôi sẽ test thử, bạn xem nhấn như này đó. Thấy giờ nó ra một cái chuỗi ảnh rồi, sau khi xong đó ý, cái đường dẫn tôi để sai mà tôi lỡ để đường dẫn sai, tôi sẽ sửa đường dẫn lại. Bạn lỡ làm rồi bạn click chuột phải đây, bạn chọn reset status này, trường hợp bạn muốn render lại lần nữa. Rồi tôi chọn cái đường dẫn là cái nơi lưu thôi nè, thì sẽ tôi lưu lại cái trong cái chữ test á, trong cái máy tính thôi, cái chữ test rồi đây nè, à sẽ upsell lại, rồi tôi render lại ha. Rồi render nó ra đó bạn, đây tôi sẽ cho bạn xem đây nè, tôi sẽ cho bạn xem, cố tình cho bạn xem tổng cộng là 4.2 m đúng không, kích thước gốc chúng ta là 1000 pixel chiều dài chiều rộng, thì nó ra 4.2 m rồi, bạn lưu ý cho tôi ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chọn hết những cái này, tôi xóa đi. Rồi ta sẽ quay lại cái tùy chọn này, nhưng mà ta xóa cái tùy chọn này, xóa. Rồi ta sẽ tạo ra một cái reset mới cho chúng ta với cái kích thước là nhỏ hơn rất là nhiều cho chúng ta tùy chỉnh. Thì đầu tiên bạn nhấn cái dấu cộng này nè bạn, nhấn dấu cộng thì nó ra chúng ta đây. Rồi sau khi dấu cộng thì nó sẽ ra cái bảng reset cho chúng ta chỉnh nè, nhấn dấu cộng nè bạn, nhấn dấu cộng chọn cái chữ là dấu cộng này bạn, để tạo mới ha. Đây nè, tạo mới reset. Nãy tôi làm thử rồi nè bạn, nó ra cái tôi mới vừa tạo là BNG gạch tú fan nè. Nó thì tôi click chuột phải đây, tôi nhấn reset setting để tôi sửa lại cái nãy tôi làm sẵn rồi. Nó thì nếu bạn nhấn dấu cộng thì nó cũng ra đây thôi. Thì bạn sửa tên như thế nào đó cho bạn dễ nhớ, dù tôi đặt là BNG nhưng mà đặt tú fan là của tôi làm nè. Rồi sau đó tôi sẽ chỉ quan tâm đến cái phần video bạn. Trong đây tôi sẽ bỏ đến dấu check này, mặc định nó dấu check. Nghĩa là nó sẽ lấy theo cái kích thước của file gốc chúng ta là file bên After Effects. Nhưng mà trong trường hợp này tôi muốn sửa lại cái kích thước của nó bạn, thì tôi nhập vô đây ha, bỏ đấy, bỏ cái liên kết nè. Rồi tôi muốn độ rộng như tùy thôi. Dù tôi muốn cái kích thước nó nhỏ thôi bạn, nó nhiều quá làm cái file pivot chúng ta nặng lắm, thì tôi nhập cái tùy chọn này là 200 thôi. Đó. Ok ha, tôi chỉ chỉnh đúng một cái đó thôi rồi sau đó ok, xong. Rồi tôi sẽ làm lại cho bạn xem nào. After Effects là tôi chọn bất kỳ cái nào, tôi lấy ví dụ cái file nãy luôn đi. Rồi tôi nhấn file export, chọn Media Encoder Queue nè. Rồi. Đây, nó chạy vô đó rồi, ta kiểm tra lại là BNG đúng không nè, BNG. Nhưng mà cái định dạng này ta không phải chọn cái tùy chọn là mặc định của nó là width alpha nữa, mà ta chọn tùy chọn là chúng ta mới vừa tạo cái reset như này bạn, BNG tú vang nè đó. Rồi kiểm tra cái nơi lưu, nơi lưu là cái nơi lưu tôi mới vừa lưu cái chữ test nè. Rồi sau đó bạn, sau đó nhấn vô cái nút play để phát, play để nó render. Rồi bạn sẽ thấy là kích thước nó sẽ giảm đi bao nhiêu, từ 1000 xuống 200 là giảm đi 5 lần đó, giảm 5 lần đây. Hồi nãy là 4.2 m phải không, giờ tôi sẽ mới render được đó, đây lướt dưới đây. Rồi tổng cộng như bằng 890 kilobyte, 1 m là bằng 1024 kilobyte bạn. Cái này là nói chung là giảm được là khoảng 5 lần, mà thấy hay chưa. Thì nó giảm đồng nghĩa việc là kích thước nó là bị thu nhỏ rồi bạn. Thì sự tôi mở cái phần mềm pivot lên, đây là cái file gốc này bạn, cái file gốc này bạn, coi cái tia lửa điện nó lớn nè, thấy chưa, tia lửa nó rất là lớn đúng không nó. Rồi giờ tôi sẽ lấy cái file mà tôi giảm đi kích thước 5 lần nè, từ 1000 pixel xuống còn 200 pixel nè. Tôi sẽ cộng cái những cái bức ảnh đó vào đây, tôi lôi hết cái chuỗi ảnh đó là mười mấy ảnh đó, 16 ảnh, tôi lôi vô đây. Rồi tôi sẽ ra đây render thử, bạn thấy kích thước nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, gấp 5, giảm rõ hơn 5 lần đó, bạn thấy chưa, kích thước nó nhỏ đi 5 lần. Nhưng mà không sao, ta thà ta cộng gì đi cho nó nhỏ, nó nhẹ. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong đây, ta sẽ chỉnh lại cái phần scale này. Dù ta muốn tăng lên 5 lần đúng không, bạn quốc đây 5 lần. Rồi thì ra ngoài tự động đúng là nó sẽ to đúng 5 lần lại. Thấy chưa? Ồ không được bạn ơi, tôi cảm thấy cái đường line, cái đường viền nó là hơi bị mờ nhè nè. Thấy không, bạn nhìn kỹ không? Nhưng mà thực chất do chúng ta làm game thực chất đâu cần quá bự gì đâu bạn.
ta chỉ cần vừa vừa thôi, ví dụ như khoảng chừng gấp 2 lần thôi. Ok ha. Nó. À, ok ha. Đó là cái sẵn hướng dẫn bạn luôn. Đó là cái cách chúng ta. Thôi nó hơi nhẹ, không được rồi. Chắc tối thiểu phải ngàn quá. Tôi tính làm hướng dẫn bạn cái cách như vậy nên tôi giảm kích thước file xuống. Rồi. Giờ tóm lại là cái cách bạn làm cái cách nào cũng được ha. Một là bạn sử dụng trực tiếp bên trong After Effects thì bạn chỉ cần giữ phím shift chọn hết nguyên cái đám này. Rồi ta nhấn file, nhấn export, nhấn render queue. Nhưng mà làm kiểu đó ta phải chỉnh từng file này, nó sẽ ra là chỉnh từng file, chỉnh từng cái định dạng nó xuất ra, đúng không? Làm rất mất thời gian. Nên tôi khuyến cáo các bạn là nên xuất qua bên Adobe Media Encoder. Rồi sau đó ta sẽ sử dụng cái reset sẵn có của nó luôn mà. Bạn sử dụng cái reset sẵn có của nó là cũng có PNG sẵn luôn nè. À. Đó, sẵn có của nó luôn, ta khỏi tạo cái mới. Trường hợp bạn muốn thay đổi kích thước bạn mới tạo cái mới thôi. Nè, thay đổi còn 200 nè. Còn nếu không bạn sử dụng cái mới nguyên nó luôn, ví sử tôi làm lại nè, đó. Ta nhấn từ chọn đó thì tự động nó sẽ chạy qua đây. Chạy qua hết luôn các bạn. Như tôi chọn trường hợp này, tôi chọn cùng lúc 4 file này đi. Đó, thì nó sẽ chạy hết tất cả 4 file qua đây luôn ha, chứ không phải là chỉ làm từng file đâu. Rồi ví dụ như hết 4 file luôn á thì bạn sẽ để cái tùy chọn là gì? Tùy chọn này. Chỗ này là tùy chọn mà mặc định nó mắt sụt, là bạn thấy chưa? Quan trọng cái chữ này có nghĩa là cho ta biết là cái định dạng, tất cả định dạng y chang cái file gốc luôn, là cái kích thước hay là về độ phân giải gì đó, y chang cái file bên After Effects nó. Rồi sau đó ta chỉ việc là chọn cái nơi xuất thôi. Rồi sau đó ta nhấn cái nút này thì nó sẽ render hết tất cả 4 file mà chúng ta mới vừa xuất từ bên After Effects qua đây. Ok ha. Rồi cái này là rất hay ha, cái này giống như là cái bí quyết chia sẻ các bạn, chứ bình thường ít ai hướng dẫn kỹ như vậy. À, vì chúng ta đã được những cái hiệu ứng rất là tuyệt vời, bạn này là nhìn nè, rất là tuyệt vời. Tôi làm một vài cái demo thôi chứ người ta còn nhiều cái hay ho nữa lắm. Ok ha. Tia điện, tia lửa, nước, khói, bắn súng tùm lum hết á, đủ thứ á. Nhưng mà mặc định của Billboard thì nó rất là ít hiệu ứng. Bạn coi thư viện á, ngoài trừ cái việc mà ăn cái đồng tiền nó có hiệu ứng thôi, còn lại là đâu có vụ gì khác. Nhưng mà trò chơi game chúng ta để cho nó có cái sự sinh động á thì bạn phải có đủ hai yếu tố. Ngoài trừ lập trình rồi, đó là cái gì? Đó là cái việc mà khi nó va chạm với những đối tượng khác vậy nè, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng gì. Giống như bạn giọng đánh ai một cái thì cái người đó sao bạn? Người đó người ta phải giăng ra phía sau ha, phải ra cái hiệu ứng đó, té lửa gì đó. Là kèm theo cái hiệu ứng tiếng đao, cái tiếng hai cái tiếng va chạm nhau nữa. Đó. Thì cái bí quyết là phải thêm hai cái yếu tố đó, một là cái hiệu ứng hình ảnh, hai là cái hiệu ứng âm thanh. Giống như là chiếc xe mà nổ đi thì hướng hình ảnh là cái vụ nổ, té lên tia lửa, và hướng âm thanh là cái tiếng nổ đó. Lúc nào cũng phải có hai cái đó chờ game ta mới sinh động được. Là bạn nhớ trong đầu là hiệu ứng hình ảnh và hiệu ứng âm thanh. Rồi ok ha, tôi kết thúc video này. Bây giờ tôi nói dài mà rất hay. Tôi Tú Phan đã dẫn bạn trên trang web là fangimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.